Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trả lời Hồ Duy Hải có oan hay không? Ông Nguyễn Hòa Bình khẳng định Hồ Duy Hải phạm tội giết người. Hôm qua, chánh án Tòa án Nhân dân Nguyễn Hòa Bình lại gây ồn ào dư luận khi ông ta đứng giữa nghị trường trả lời về vụ án Hồ Duy Hải, mượn Hội đồng Quốc hội một lần nữa với tư cách chánh án Tòa án Nhân dân tối cao tuyên án thêm một lần nữa cho Hồ Duy Hải. Bình quên rằng đây là Quốc hội chứ không phải là một phiên tòa xét xử bỏ túi mà nói nhăng nói quậy để diễn cho đúng với vở kịch có tên là công lý. Điều người dân chờ đợi là không phải cố đóng đinh bản án, bị dư luận chỉ trích gay gắt mà ông cố bào biện cho đó là bản chất đúng người đúng tội. Rõ ràng, chính sự sai sót trong quá trình điều tra tố tụng đã làm nên sự bất mãn của người dân bao năm nay. Lỗi là lỗi ở nền tư pháp chứ không phải là lỗi của một vụ án nào đó. Bao năm qua, nhiều vụ án oan sai nghiêm trọng dẫn đến hậu quả tai hại cho người dân không thể nào chuộc lại được. Ông phải làm điều gì đó với vai trò của mình để thay đổi được nền tư pháp đang ở vũng bùn lầy lụa. Trong đó có một phần trách nhiệm của ông, chứ không phải là ông đào thêm cái hố để chôn nền công lý trước vũng bùn kia. Với tư cách đại biểu Quốc hội, Bình nên đề xuất một chương trình hành động cụ thể để giảm bớt oan sai, mang tính hiệu quả, đỡ tốn kém, đỡ rườm rà cho ngân sách, chứ càng nói càng thể hiện cái ngu dốt của mình. Cái ông nên nói là nhận sai, thừa nhận nền tư pháp quá nhiều lỗ hổng, đưa ra các giải pháp khắc phục, ra cơ chế giám sát minh bạch trong quá trình điều tra tố tụng cũng như xét xử để hạn chế mức thấp nhất án oan sai, và kể cả các biện pháp xử lý những ai có liên quan gây ra oan sai phải chịu trách nhiệm hình sự. Có như thế mới đúng là đại biểu, có như thế mới đúng là chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Quốc hội chứ phải đâu tòa án đâu mà dài dòng văn vở luận tội cá nhân trong trách nhiệm của ông ở đây. Cuối cùng, có ra ngô ra khoai đâu. Muốn đọc án bỏ túi thì về nhà đọc cho vợ con, chẳng ai trách. Dân còn lo đi làm ăn đóng thuế cho các ông phá, chứ hơi đâu mà nghe cà ve kể chuyện, nghe con nghiện trình bày. Sau đó, nhiều tranh luận của các đại biểu Quốc hội trong và ngoài tòa án về vụ Hồ Duy Hải suốt 2 ngày thảo luận vừa qua, đích thân chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã phải lên tiếng sáng ngày 15 tháng 6. Trước thắc mắc của nhiều đại biểu Quốc hội, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình hôm 15 tháng 6 đã khẳng định trước Quốc hội tử tù Hồ Duy Hải phạm tội giết người, cướp của trong vụ án xảy ra tại bưu điện Cầu Voi, tỉnh Long An năm 2008. Đây là vụ án kéo dài nhiều năm và đã qua xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm. Tất cả các cấp xét xử đều kết án Hồ Duy Hải phạm trọng tội, dù Hồ Duy Hải và gia đình đã nhiều năm ròng rã kêu oan lên các cấp bao gồm Quốc hội và Chủ tịch nước. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình là chánh án trong phiên tòa giám đốc thẩm diễn ra vào hồi đầu tháng 5 vừa qua. Giải thích trước Quốc hội, ông Nguyễn Hòa Bình nói Hồ Duy Hải đã có 25 lời khai nhận tội. Ông cho biết ngay từ bản lời khai đầu tiên, Hải đã tự viết ra khá chi tiết nội dung vụ án chứ không qua hỏi cung. Ông Nguyễn Hòa Bình khẳng định ở những thời điểm quan trọng của vụ án, Hải đều nhận tội. Trong đơn gửi Chủ tịch nước sau phiên sơ thẩm, Hải không kêu oan mà chỉ xin giảm nhẹ hình phạt. Người kêu oan nhiều nhất đó là mẹ của Hải. Ông Nguyễn Hòa Bình cũng cho biết việc cơ quan điều tra mua thớt và giao để Hải và những người liên quan nhận diện có đúng với hiện trường hay không, chứ không phải là hung khí giả như nhiều người nhận định vì cơ quan điều tra không tìm thấy hung khí thật tại hiện trường. Kết luận của phiên giám đốc thẩm xác định dù quá trình điều tra xét xử có một số thiếu sót nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án. Hội đồng xét xử cho rằng hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm kết án Hồ Duy Hải về tội cướp tài sản giết người là có căn cứ không oan sai. Ngay sau phiên giám đốc thẩm, dư luận và một số đại biểu Quốc hội đã lên tiếng phản đối kết luận của các phiên xử và đề nghị xem xét lại vụ án. Gia đình của tử tù Hồ Duy Hải đã gửi đơn kêu oan lên Quốc hội và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Hồ Duy Hải có tội không và vụ án có oan sai hay không?
Theo đó, tại phiên Quốc hội về thảo luận kinh tế xã hội ngày 15 tháng 6, chánh án Nguyễn Hòa Bình, cũng là chủ tọa phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, đã tập trung trả lời câu hỏi Hồ Duy Hải có tội không, vụ án oan sai hay không. Theo chánh án Nguyễn Hòa Bình, đây là vụ án xảy ra từ năm 2008, trải qua tố tụng nhiều cấp, đã được liên ngành tư pháp thẩm định vào năm 2015. Đoàn giám sát của Quốc hội về án oan sai cũng đã xem xét vụ này. Vụ án cũng đã qua các cấp xét xử là sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và đã đến Chủ tịch nước quyết định về việc ân giảm hình phạt. Câu chuyện đặt ra là có oan sai hay không? Tôi sẽ tập trung trả lời Hồ Duy Hải có phạm tội hay không, có oan sai hay không? Đây là câu hỏi lớn mà đại biểu quan tâm, dư luận quan tâm, chánh án nói. Theo tóm tắt vụ án, chánh án Nguyễn Hòa Bình thì Hồ Duy Hải quen hai cô gái bưu điện Cầu Voi, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An vào tối ngày 13 tháng 1 năm 2008 có đến đây chơi. Lúc đó nạn nhân Nguyễn Thị Thu Vân đang trực, còn nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng đang nghỉ, nên Hải vào trò chuyện với Hồng. Quá trình nói chuyện nam nữ chưa vợ chưa chồng, Hải có tán tỉnh sờ soạn và có ý định quan hệ tình dục với chị Hồng nên đã đưa tiền cho chị Vân ra ngoài mua trái cây. Ở nhà, Hải dẫn chị Hồng vào buồng ngủ, vật chị Hồng ra. Chị Hồng phản ứng đạp vào bụng Hải, bỏ chạy và la làng lên. Hải sợ bị lộ, đuổi theo chị Hồng vấp ngã gần một cái thớt, nên Hải đã dùng thớt đập vào đầu cô gái, sau đó cắt cổ nạn nhân. Chị Vân đi mua trái cây về, thấy bạn bị giết nên cũng bị Hải giết luôn, theo cách tương tự là cắt cổ. Vậy chứng cứ để chứng minh Hải phạm tội là gì? Chánh án Nguyễn Hòa Bình đặt câu hỏi và trả lời. Thứ nhất là cơ quan điều tra đã cho Hải mô tả hiện trường thì Hải mô tả chính xác những đồ vật có tại đó. Việc mà nếu không có mặt tại hiện trường thì không thể mô tả được. Có hai điểm lưu ý là đầu tiên là những đồ vật trong phòng ngủ của cô Hồng, Hải đã khai đúng. Bưu điện là nơi công cộng nên ngoài ai cũng có thể biết. Nhưng trong phòng ngủ mà không có mặt ở hiện trường thì không thể biết, theo chánh án. Tiếp đó là vị trí các đồ vật rời vị, ví dụ như con gấu, tờ báo, cốc nước, túi trái cây, có thể hôm nay để chỗ này, ngày mai để chỗ khác. Nhưng tất cả các đồ vật rời ấy, Hải đã mô tả là đúng vị trí khi xảy ra vụ án, chánh án nói rõ thêm. Chứng cứ thứ hai về diễn biến hành vi, Hải khai quá trình sờ soạn chị Hồng không nói gì, nhưng khi bị đè ra thì chị Hồng phản ứng đạp vào bụng Hải. Theo hiện trường để lại áo ngực của chị Hồng bị xộc xệch nằm ở phần trên ngực. Theo chánh án, phản ứng bình thường của người phụ nữ khi ngồi dậy là phải chỉnh sửa cái này, nhưng do tức thời bỏ chạy nên cô gái không kịp sửa. Phù hợp thứ hai theo chánh án là vết thương trên đỉnh đầu của chị Hồng được pháp y khẳng định là do tác động của vật cứng, mặt phẳng, phù hợp với lời khai của Hải rằng hung khí gây án là cái thớt và bản ảnh hiện trường có cái thớt dính máu nằm bên cạnh đầu của chị Hồng. Phù hợp thứ ba là giám định pháp y kết luận trong âm đạo của cô Hồng có dịch và cơ chế hình thành dịch. Theo bác sĩ, pháp y là quá trình kích dục có sử dụng đụng chạm vào vùng nhạy cảm của cơ thể. Chánh án nói gì về con dao cái thớt mua ở chợ? Về tài sản cướp được, chánh án Nguyễn Hòa Bình, Hải khai là sau khi giết hai cô gái có lấy của bưu điện một số tiền và một số sim card, lấy của hai nạn nhân một số nữ trang, dây chuyền, vòng tay, nhẫn. Ở thời điểm khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra không thể biết được Hải lấy cái gì vì không biết các cô ấy có cái gì. Nhưng khi bắt được Hải thì lời khai ấy đã lấy những gì của hai cô này, lấy của cô kia cái gì và của cô này cái gì. Cơ quan điều tra đã hỏi người thân, gia đình, cha mẹ của cô gái thì người ta mô tả đúng đồ vật của hai cô này có. Bưu điện cũng nói rõ bị mất bao nhiêu tiền và bao nhiêu sim card. Có một chi tiết rất đáng lưu ý, rất có giá trị chứng minh là Hải khai lấy của cô Hồng một dây chuyền có mặt dây của cô Vân không có mặt. Kết quả khám nghiệm hiện trường thì mặt dây chuyền của cô Vân có ở hiện trường nằm trong ngực áo của cô Vân, chánh án nêu thêm. Cũng theo chánh án, cơ quan điều tra đã yêu cầu Hải khai tiêu thụ số tài sản này ở đâu. Hải đã vẽ chính xác địa chỉ nơi bán vàng, nơi bán điện thoại và có những chi tiết phù hợp ngẫu nhiên.
Như Hải khai lúc đến bán, ở quầy này có người phụ nữ lớn tuổi hơn bán, ở quầy này có người nhỏ tuổi hơn bán. Đặc biệt về giá cả, cơ quan điều tra đã xác minh, người ta không thể nhớ được mua của ai, nhưng người ta nhớ giá ở thời điểm này, cái điện thoại này có giá 200.000 Việt Nam đồng, phù hợp với lời khai của Hải. Người ta khai phương thức thanh toán và giá cả của đồ trang sức mua phù hợp với phương thức thanh toán mà Hải đã khai. Trong quá trình đi bán vàng, do sợ bị theo dõi nên Hải không nhìn vào người mua vàng mà đi ra ngoài đường xem có ai theo dõi không. Theo lời khai của Hải, người mua vàng khai thông thường người ta tính số tiền trên máy tính, chìa cho khách hàng xem, nếu đồng ý thì mua bán. Nhưng do Hải không nhìn vào máy tính nên họ phải viết ra giấy. Hải khai có tờ giấy đó và khi ra khỏi cửa hàng thì Hải vứt đi, ông Bình cho biết. Giải thích thêm về hung khí, việc mua dao mua thất ở chợ làm chứng cứ tranh án cho biết, ở thời điểm khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra không thể biết cái thớt là hung khí. Chỉ khi bắt được Hải, Hải khai ra dùng thớt đập vào đầu của nạn nhân thì người ta mới biết, khi đó thớt đã bị dọn đi. Về con dao, Hải khai ở bên tường bưu điện có cái bảng và dắt con dao vào bảng trong đó. Không ai tìm thấy con dao cả, chỉ có Hải mới biết vị trí của cái dao. Sau khi khám nghiệm hiện trường, có 3 anh dân phòng dọn phường đó phun nước dỡ bảng ra thì có con dao rơi xuống, nhưng người ta sơ suất vứt con dao đi. Cơ quan điều tra đi tìm dao đó không được nên cho 3 anh dân phòng mô tả đi mua dao về. Dư luận nói rằng mua dao ngoài chợ để về thay thế hung khí, nhưng trong hồ sơ vụ án không có cái nào mua dao là thay thế hung khí cả. Mua dao, mua thớt, vật tương tự để Hải và những người liên quan nhận diện xem có đúng là được sử dụng trong hung khí gây án hay không. Khi để một loạt dao, Hải nhận diện đúng con dao dùng để gây án, dù khi khai thì lời khai không thống nhất, chánh án cho biết thêm. Do thời gian có hạn, chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết còn rất nhiều chứng cứ khác mà nếu đại biểu quan tâm, Tòa án Nhân dân tối cao sẵn sàng phục vụ trao đổi thông tin. Chánh án cũng nói thêm về việc Hồ Duy Hải có 25 lời khai nhận tội và lời khai nhận tội đầu tiên là Hải tự viết ra chứ không phải là bản hỏi. Ở những thời điểm quan trọng của vụ án, Hải đều nhận tội, như khi nhận kết luận điều tra cáo trạng sau sơ thẩm phúc thẩm, khi gửi đơn cho Chủ tịch nước, Hải không kêu oan, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt. Người kêu oan nhiều nhất là mẹ của Hồ Duy Hải. Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho rằng có rất nhiều ý kiến bày tỏ chưa từng bao giờ thấy niềm tin với nền tư pháp Việt Nam thấp nhất như hiện tại. Vụ tử tù Hồ Duy Hải, luật sư tiếp tục gửi kiến nghị tới Chủ tịch nước. Dư luận hoài nghi tính đúng đắn vụ nhảy lầu tự tử ở Bình Phước và vụ Hồ Duy Hải. Sáng ngày 15 tháng 6 phát biểu trước Quốc hội, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng Bến Tre, Phó trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu vấn đề liên quan đến hoạt động tư pháp trong thời gian qua. Nói một cách thẳng thắn và đau lòng, tôi là một trong những người làm công tác pháp luật hàng chục năm, người tham mưu cho công tác cải cách tư pháp. Những ngày qua tôi nhận được nhiều tin nhắn điện thoại của các đồng chí kể về các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước đã về hưu nói chưa từng bao giờ thấy niềm tin về ngành tư pháp của Việt Nam thấp như bây giờ. Họ nói đừng đi bào chữa, đại biểu Nhưỡng nói. Tôi đã đọc rất nhiều trong vụ án vừa qua, xem xét từng vấn đề của vụ án Hồ Duy Hải và có rất nhiều những vấn đề liên quan đến công tác tố tụng phát hiện ra mà không có thời gian nêu ở đây. Phải nói những sai lầm của tố tụng của tư pháp thì đừng đổ lỗi cho những người như đại biểu Quốc hội làm dối. Đại biểu Quốc hội thẩm trận phẩm chất không bao giờ làm dối đất nước này. Nếu không có đại biểu Quốc hội phát hiện ra những điều đó, không kiên quyết những vấn đề đó thì liệu các đồng chí có đàng hoàng để làm không? Ông Nhưỡng tiếp tục vấn đề này. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đề nghị cần có sự giám sát chặt chẽ hơn nữa với công tác tư pháp, đề nghị có chuyên đề riêng về giải quyết những vụ án nghiêm trọng. Ngay sau đó tranh luận lại với đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền, đoàn Cần Thơ bày tỏ, nếu cơ quan này, cơ quan kia, kể cả cơ quan tư pháp có sai thì nên tính toán sửa đổi. Đây là điều chúng tôi và toàn dân mong muốn. Tuy nhiên, trong vấn đề sai không nên đánh giá hoạt động của cơ quan tư pháp thời gian gần đây tệ hại
như một ý kiến đã đánh giá. Nếu chỉ có một vài vụ việc để đánh giá cơ quan tư pháp với thái độ như thế là không nên, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nêu ý kiến. Vị đại biểu Đoàn Cần Thơ cho rằng quan trọng nhất bây giờ là làm sao để các cơ quan tư pháp cùng nhau sửa sai, giải quyết những tồn tại khuyết điểm để tới đây cùng đưa hoạt động tư pháp tốt hơn, chất lượng hiệu quả hơn và tránh được oan sai. Bên cạnh đó, tranh luận với ý kiến của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu Nguyễn Sĩ Cương Ninh Thuận cho rằng cần phải xem xét lại nhận định chưa bao giờ uy tín ngành tư pháp xuống cấp như bây giờ của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng. Đại biểu Nguyễn Sĩ Cương đặt vấn đề nếu tiếp tục thông tin qua điện thoại thì có được coi là cơ sở hay không. Vì vậy, ông Cương cũng cho rằng đây là nhận định đã phủ định sạch trơn thành tựu của ngành tư pháp Việt Nam. Tôi cũng nhận được ý kiến của một số phóng viên hỏi tôi về một số vụ án nhưng tôi nói là tôi không trả lời được bởi tôi không được nghiên cứu hồ sơ, không được theo dõi vụ việc từ đầu đến cuối và không được cung cấp những tài liệu mang tính chính thống của ngành, ông Cương nói. Đại biểu tỉnh Bình Thuận đặt vấn đề cần có cơ chế thông tin cho đại biểu Quốc hội một cách chính thống để khi thảo luận các đại biểu có nhận được định hướng đúng. Phát biểu tranh luận lại, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đồng tình với đại biểu Nguyễn Sĩ Cương về việc cần phải có cơ chế thông tin cho đại biểu. Ông Nhưỡng cho rằng vẫn còn tình trạng chặn thông tin đến với đại biểu và cá nhân ông đã gặp phải. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng không có chủ trương nào chặn thông tin của đại biểu Quốc hội và nếu đại biểu Lưu Bình Nhưỡng phát hiện ra thì cung cấp cho đoàn chủ tịch biết. Cũng trong phiên thảo luận sáng ngày 15 tháng 6, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đề nghị chính phủ tìm mọi biện pháp hỗ trợ tối đa, nới lỏng các dây buộc của các doanh nghiệp, tìm cách giải thoát cho những doanh nghiệp khó khăn hàng chục năm qua, tránh tình trạng có những âm mưu làm cho doanh nghiệp rơi vào tình trạng khốn khổ. Tôi lấy ví dụ như trường hợp của công ty Hồng Phát ở Long An hay công ty khoáng sản Duy Tân Phú Yên. Tôi thấy báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh với những thủ tướng là không chuẩn xác. Ở đây có vấn đề là đề nghị xem xét trách nhiệm hơn 10 năm nay không cấp phép cho doanh nghiệp hoạt động. Làm như thế này thì nền kinh tế chỉ lao đao, ông Nhưỡng nói. Đại biểu tỉnh Bến Tre đề nghị chính phủ và các bộ ngành các địa phương phải xem xét đình hoãn tất cả các công trình không cần thiết tốn kém tiền của nhân dân. Ông Dưỡng cho rằng cần xem xét thứ gì có lợi cho phục hồi kinh tế sau đại dịch virus Vũ Hán, không nên xây dựng công trình không có giá trị, tốn kém tiền của, tốn kém ngân sách và đề nghị Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội có ý kiến thẩm tra rõ ràng. Đề cập đến công tác phòng chống tham nhũng, đại biểu Lưu Bình Dưỡng cho rằng chúng ta đã có bài học về phòng chống tham nhũng và phải rất rõ ràng. Tôi đề nghị các cán bộ công chức nào có tính xấu lên kế hoạch tham nhũng thì dừng lại ngay. Trong thời đại dịch virus Vũ Hán như thế này mà còn tham nhũng thì dân không thể chấp nhận được, ông Nhưỡng nhấn mạnh. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để số thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.